Hello anh em, đây là Lava Store nha. Mình xin quay cái với siêu phẩm mới về hàng bên shop, cái áo áo nhung theo rồng nha, theo rồng vàng rất là đẹp. Cái này là mình về hàng cho một rapper, theo yêu cầu của một rapper. Mình xin giấu tên đây, rất là đẹp anh em ạ. Đây là một đúng nghĩa siêu phẩm luôn. Anh em coi nè, hình theo tạo thực rồng kiểu tattoo này anh em, rất là đẹp luôn đúng không? Theo full rồng luôn. Đây là mình quay thực tế cho anh em coi để không có dàn dựng cho nó, để anh em coi thực tế áo nó đẹp như thế nào, nó theo đẹp như thế nào. Áo này thì một rapper cũng rất nổi tiếng anh em, order bên mình đặt cũng đã 15 ngày rồi, bây giờ hàng mới về. Bên mình là Lava Store nha, chuyên phân phối order áo cocktail. Anh em cứ lên bay coi, tham khảo qua cửa hàng hoặc là những cái bài viết mình đăng, những bài những cái áo mới rất là nhiều. Anh em nào chưa biết shop mình thì nhớ like bay và theo dõi nha. Lâu mình cũng có livestream tặng chơi mấy cái mini game hoặc là sale mấy cái áo cocktail giá rẻ cho anh em mua á, nhìn rất nhiều chương trình. Đây là mặt trước tặng một sáng, anh em cũng thông cảm. Quay một số màu luôn, đổi biến ngay. Và đây là mặt trước có thêm hàng rồng, anh em đợi xíu nha để mình quay cái bảng này. Cái phụ nha, nhanh 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 rồi, để mình quay mặt trước ra ánh sáng rồi quay mặt sáng để quay cho anh em coi nha. Mặt trước rồi, ok rồi, em giới thiệu anh em đây là mặt trước của áo nha. Quay thực tế 100% rồi, không có dàn dựng, không có chỉnh màu, không có ép phim gì trong rồi. Em thấy rõ là áo nó đẹp như thế nào nha. Bốn lòng luôn nè, tứ lòng luôn á, đúng chất gọi là anh em giang hồ anh em, tứ lòng luôn nè. Trên một áo mà tới bốn con lòng luôn, nó có áo cửu long nữa, nó có áo cửu long mà hình như hết hàng nè. Áo cửu long rồi theo chín lòng rồi đó, cái này tứ lòng rồi anh em. Ok, khóa lên em coi. Anh em nào thích áo theo thì cứ inbox bên mình nha. Bên mình có hơn trên 5 năm kinh nghiệm về bán riêng loại áo cocktail này, từ 2014 tới bây giờ. Anh em hoàn toàn yên tâm ha, khi mà tin tưởng bên mình. Đây là hình theo hết, toàn bộ theo 100% nha anh em. Nên nó là nền nhung nha, áo nhung nha. Áo nhung, nền nhung thì nó tạo ra một cái phong cách rất là quyền quý nha. Rất là, nói chung là nhìn nó kiểu nó quý tộc quá em. Mà đã vậy là cái hình nó còn là theo đó. Anh em phải biết là order một con áo này không phải đơn giản. Nó hầu như là nó rất là hiếm. Cái nơi đó là người ta sản xuất cho toàn, cho là rất nhiều nơi trên thế giới order. Mình đặt cực kỳ khó luôn anh em. Hy vọng là anh em có thêm một chút đam mê và dám chịu chi thì bỏ một số tiền ra để mà mua con này để mà chơi nha anh em. Ok, con này mình báo giá luôn là với anh em là con này mình chỉ bán với anh em là giá rất rẻ luôn, giá đúng chất cho anh em luôn á, là 3,5 triệu mình bớt anh em còn đúng 3 triệu nha. Ok rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip của Lava Store. Rồi, hôm nào có con áo khủng nào cái mình quay lại cho anh em coi nha. Ok rồi, bye bye tạm biệt anh em. Mua áo theo có liên hệ bên mình nha, mình rất có rất nhiều áo nè. Anh thấy không, rồi cái hàng ở đây nữa nè, hàng mình ra nè, và hàng trăm cái gửi đi toàn quốc nha. Rồi bye bye anh em, Lava Store.